Ồ, tên này. rồi mang nghe mời sao đây? Nghe cái này đang lừa thiệt nghe, biết coi đúng đúng không nghe, biết cái tên đây không, tên đây không, mời sai là không có đi đâu nghe, hơi gối rồi đó. Biết không, từ cây từ lặng cây nghe là tên gì? Nè, anh Phạm nè, một nè, anh Thái hai nè, anh này ba này à. Ồ, ba đó ha. Này có ba à. Ba. À, đó là ba người phải không? Rồi đó mời đi. Ừ. Rồi mời sao mời rồi. Mà anh Thái chiếc nè, anh Thái nè. Ừ. Anh Phạm là anh được cái rồi. Ừ. Rồi mời sao? Nói rồi. Nói đi. Tháng nói một tây tháng 12 đó nói thôi anh Thái ơi, tới ngày đó đó gì đó em có làm buổi tiệc rượu chung vui gia đình. Nói đi, nói đi. Nói là mời mời đi, mời đi. Ông có nói hả? Nói sao? Nói sao? Không nói là nói, không nói là không đi nghe. Tới bữa ngày tháng con em tới vui với gia đình hai chồng em. Ừ. À. Yeah. Sao? Cái này là gì? Em mời đi. Ngang ngại hôm nay. Thôi em mời anh Thái nha. Bữa 1 tây tháng 12 đó em có làm đám đại tháng cháu đó, em mời anh chị tới dự cái buổi cùng vui với mâm cơm hai chồng em cho vui vẻ. Rồi. Rồi anh Phạm nè. Em cũng rất tôn trọng mấy anh là lại tới bữa tháng 12 nha. Nữa là lại gia đình của em chung vui với cháu. Còn em cha thì bữa 1 tây tháng 12 đó bữa vui với cháu. Đây đây nè, nó mời luôn thấy chưa, YouTube nè thấy chưa, dữ dằn chưa. Anh quen Phạm YouTube luôn. Nay được chính thức được nhận mời thiệp rồi nghe mọi người ơi. Rồi hôm nay thì mấy anh em trở lại thăm Ngọc Nga với Hữu nghe cô chú anh chị. Đó, thấy Nga đang nằm chăm con nè. Ủa chồng đâu rồi Nga? Đi. Đi hả? Đi đâu rồi? Đi chợ hả? Dạ. Rồi ơi. Rồi biết chăm con không? Chăm được. Chăm được hả? Chăm gì mà bỏ bé trong cái mùng nè. Đó, nó quơ quơ nó khát sữa rồi kìa mà không có có chăm nó kìa. Đó, nó quơ quơ khát sữa rồi. Ừ. Nga ơi, kìa thấy chưa? Đó. Đó đây thử chăm con sao coi, trong lúc Hữu không có nhà nè. Ừ. Trong lúc Hữu không có nhà nay Nga sẽ chăm con nha. Ừ. Ừ. Đó. Rồi sao đây, sao đây, sao đây? Trời ơi, lần đầu nghe cho con uống sữa luôn nghe. Chưa có biết bồng lên nên là để con nằm vậy luôn rồi cho uống sữa luôn. Quá yêu mày. Mai mốt cứng cáp và chồng đi bán vé số rồi ở nhà rồi chăm con. Tập quen dần dần đi. Bé nó háo uống quá ha hả Nga. Mới thấy lần đầu Nga cho con uống sữa nè. Trong khi chờ đợi Hữu đi đi chợ về. Bình thường là Hữu cho uống sữa là Hữu bồng lên nha. Ừ. Còn Nga thì bồng không được. Nga bồng không được rồi Nga chỉ đưa vô cho uống vậy thôi. Bé nó háo uống kìa.
biết biết sửa con không, biết sửa đầu cho con không? Ừ. Ngồi xích xích lại cho con. Ngồi xích xích lại với con nè. Chấm con sao? Quá đã rồi. Đó, buổi sáng trở lại thăm hai vợ chồng nha. Thì giờ này là anh Hữu ảnh đi chợ rồi mua đồ ăn cho con. Còn Ngọc Nga thì ở nhà chăm con. Sửa đầu con lại coi. Sửa con biết sửa không? Sửa cho cái đầu cho nó thẳng lại. Cái mặt ngửa lên. Cái mặt nó ngửa lên. Ngọc Nga cũng từ từ biết có chăm con rồi chứ bộ à. Nhiều khán giả ta nói Ngọc Nga không biết chăm con. Từ từ biết chứ. Tại vì đây là lần đầu tiên mà. Lần đầu tiên được làm mẹ. Nên là có nhiều cái còn bỡ ngỡ chưa biết. Bây giờ bồng con còn chưa biết bồng nữa mà, từ từ mới biết. Rồi ăn uống rồi chưa? Ăn rồi hả? Sáng chồng cho ăn gì? Ăn cháo nha. Ăn hết không? Hết nha. Bây giờ chồng đi chợ chút xíu, chồng về ở nhà chăm con nè, thấy không? Với lại bé cũng dễ nè, nó uống sữa rồi nó ngủ rồi mà, cũng dễ chăm. Nó biết á. Chứ thường thường là mấy đứa con mà nhà khá là khó lắm, quậy lắm quậy. Đúng rồi. Nhầm đứa nó ra mấy đứa con nhà nghèo nghèo hay là nó để đại à. Không ai quan tâm chăm sóc gì đâu. Nó ngoan. Nó biết, giống như là nó biết số phận hay vậy. Đúng rồi. Thường thường mấy đứa gia đình khó khăn thì nó dễ lắm. Còn chỉ có mấy người gia đình mà có điều kiện có điều kiện thì nó khó. Nó ọ ẹ hoài à. Mấy đứa này thì để này dễ. Đó thấy chưa? Kìa nó quậy kìa, con cửa quậy kìa. Thấy nhà chồng con mới cười ha. Nó lật kìa, lật kìa. Mới đây biết lật rồi ta. Mới đây biết lật rồi. Mới 15 ngày biết lật rồi kìa. Hay ha. Nghe nhìn cười không nè. Mới 15 ngày biết lật rồi. Ôi lạc kìa. Ngọc Nga chỉ biết nhìn không thôi. Biết nhìn thôi, không biết làm gì đâu. Nó gắt sữa kìa, thấy chưa, rồi uống sữa kìa. Kìa thấy chưa, nó đầu uống sữa kìa. Bây giờ nó đúng là khát sữa phải rồi. Đói. Thấy vui không nha? Thấy có còn vui không? Được làm mẹ vui ha. Rồi thì nó có muốn sinh nữa không? Hả? Sao? Bây giờ chồng không có đây nè.
Bây giờ ông Hữu không có đại thoại hỏi thiệt này, có muốn xin thêm cho ông Hữu đứa nào không? Không hả? Cái ổng là ổng đòi đi kiếm đứa gái đó. Vậy là thôi phải không? Thôi rồi. Chứ giờ xin đứa này ra mình lên một tay ổng lo thôi à. Giờ xin thêm đứa nữa là ổng lo nữa, ổng mệt lắm đó. Để chăm con nha, tính ra cũng biết chăm chứ bộ. Ừ. Đói thì cho uống sữa, có biết hai tả không nha? Biết luôn hả? Có hai chưa? Có rồi hả? Chờ mà cho con bú con tay vậy? Tay kia chổi kìa, ngồi phải chổi tay đó. Rồi đó, ngủ rồi vậy đó. Ngủ rồi đó. Ngồi đó, ngồi. Còn. Rồi ngủ rồi đó. Đẩy lại, đẩy lại, đẩy lại. Đây 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 kìa, đẩy sữa, đẩy sữa, đẩy sữa kìa. Ừ. Rồi để cho con ngủ đi. Rồi đẩy lại cho con ngủ đi. Ngủ. Ừ. Uống xong rồi ngủ ngoan ha. Rồi chồng đi chạy về đi. Chăm con ha. Ừ. Rồi. Rồi chào anh Hữu nghe. Cái này đang làm gì đó? Thôi đồ anh ơi. Ừ ơi. Thôi đồ cái vợ con nè. Thương vợ gì đó hả? À, đi chợ về giặt đồ, giặt bạc, cơm cho vợ. Ừ. Sáng giờ để bà ở nhà đó. Ừ. Có chăm con rồi. Về cái giặt đồ. Cái này thì thấy anh Hữu đang giặt đồ nè, nên là cũng ghi hình chia sẻ cho quý cô chú anh chị biết là thấy một cái người đàn ông là gọi là hết lòng yêu thương vợ con luôn. Yeah. Đó là vừa giặt đồ cho vợ, rồi nấu cơm, rồi chăm con, là hầu như là làm hết luôn. À, không có gọi là phiền hà chứ hết Hữu. Dạ không. Chị mà vui anh ơi. Vui ha. Dạ, mình phơi đồ mình không giặt anh Hữu. Có cơm kho nè chứ. Ừ, giờ này anh Hữu đang giặt đồ cho vợ cho con nè. Giặt cơm kho có giặt cho thơm á. Ừ. Giặt đồ. Chúc con gửi thiệp với anh luôn nha. Ừ. Ừ. Rồi. Chúc nhận thiệp luôn. Rồi. Chúc con gửi thiệp với anh. Ừ. Làm ba bàn anh ơi. Ba bàn thôi ha. Dạ. Tính đãi đây hơn anh Hữu. Ở đây nè anh. Ở đây. Ừ. Nha. Dạ. Ở đây mình dọn dẹp sơ sơ đây chưa anh Hữu, có dọn chưa? Không rồi, dạ. Sáng nắng lắm không. Ờ. À, chỗ để đặng đó chỗ. Ờ à, đúng rồi, đúng rồi, đằng kia bàn đó, đằng đó đó. Ở trong nhà bạn với chiếc cửa đằng bàn là ba bàn rồi. Đúng rồi. Cửa ngành cho đó. Ờ. Ừ. Đúng rồi. Bàn trong nhà em bàn cho đó bàn nữa ba bàn đó anh. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Có mời hàng xóm hết chưa? À, có hàng xóm có mấy người anh ơi vậy. Ừ. Cũng như em thủ ba bàn, cũng như là mình có hai bàn còn bàn nữa anh em mình về qua cách với em á. Ừ. Với em mà có hai bàn à. Anh em mình với trong nhà không à, đâu có ai đâu. Ừ. Rồi với hai nữa còn bằng như là mình chia sớt anh em mình về mới ăn quà ăn tình nghĩa với Hữu vậy đó. Ừ. Còn bằng dư đó em thủ bằng dư cho anh em mình về có quà có biếu rồi. Dạ sao coi như mà rồi ăn với em chứ đâu phải về không được. Em làm có hai bàn mà em đặt trên dương bàn đó. Dương bàn anh em mình sức cụ đó à. Có 20 người hà. Anh em mình đã cũng bàn bằng mấy rồi, gia đình em nữa hai bàn đó. Còn dương bàn à, mình chăm, còn cụ anh em mình về biếu anh em mình. Ừ. Em đặt rồi xong trơn rồi đó. Nước ngọt, nước ơ, đồ chắc miệng tôi lo chơi cho mình. Em làm 5 món đó. Ừ. 5 món, đồ chắc miệng luôn á. Xong hết rồi. Giờ làm này xong vô bắt đầu cơm làm đoạn cái vợ nè. Ừ. Làm đoạn cái vợ nè. Món có những món gì anh Hữu? À, lẩu ha. Ừ. Lẩu rồi bò né ha. Ừ. Bò né với bò tử heo tiêu ha. Ừ. Với gà hấp Đức Bắc. Trời ơi ngon ta. Dạ. Có món gà hấp Đức Bắc là gà hấp Đức Bắc là mỗi người một con hả? À một bàn đó, một bàn vậy đó, một bàn vậy đó. Nhưng mà gà hấp thì nó nhỏ chắc là mà mỗi người một con quá à. Thì trong để món gà hấp thôi đó. Ừ. Bao tử hầm tiêu. Dạ lẩu.
ẩu cẩm rồi gì nữa, với bò né xào, bò né rồi một món tráng miệng, gà ác hàm hủ quắc, dạ đúng rồi, với món tráng miệng, dạ đúng rồi, năm món. Món dữ dữ không nội ơi. Nước ngọt cũng đá nó bao hết cho mình. Ừ. Cái này là khơi đâu? À. À đây. Ờ đây đây. Ăn làm xong vô nấu cơm bây giờ ăn. Ừ. Không dương tay đó anh. Không dương tay. Cả nhà không có ngớp luôn trời. Dạ. Có cái này con cũng tiện ha. Dạ, có 50.000 anh ơi. Để chơi phơi nhiều đồ đó mà. Em mua hai thứ đó, còn cặp cắm nữa. Làm xong vô bắt nồi cơm rồi chiên thịt rồi hầm cho Ngọc Nga vậy đó. Lau nhà, quét nhà rồi đủ thứ hết trơn, rồi bóp dầu cho con, bóp dầu cho vợ, lăn ơi nó kìa. Trời ơi, bữa nay mà vợ đâu có xuống em làm hết chân trọn vụ đó. Em làm ở đây 12 giờ chưa có cơm trong miệng em nữa. Cái mình ơi anh em nè, ngày nào như ngày nấy vậy. Nào cũng như ngày nấy anh ơi, gì mà vui nha. Ừ. Dạ rồi anh Hữu vô lấy thiệp mà mời mấy anh em luôn coi, bữa nay nhận thiệp luôn coi. Hôm nay thì anh Hữu sẽ chính thức mời thiệp bày tháng cháu Hữu Nghị nha. Rồi đưa thiệp cho Nga để Nga chính tay Nga mời mới đi nha. Em mời vậy coi em. Sao Nga mời sao con nghe được, sao coi coi. Anh Nga mời mới được anh Hữu. Nghe đây coi Nga mời sao. Rồi, mang Nga mời sao đây? Ơi. Rồi. Nghe, cái này đang lừa thiệt nghe, biết coi đúng không nghe. Biết. Chị tên không? Tên ai không? Mời sai là không có đi đâu nghe. Hơi gối rồi đó. Được rồi, đưa ăn coi. Nó là tên gì? Anh Phạm nè, 1 nè. Anh Thái 2 nè. Anh này 3 nè. Ồ, 3 đó ha. Này có 3 hả? 3. À, đó là 3 người phải không? Rồi đó, mời đi. Rồi, mời sao mời rồi? Mà anh Thái chiếc nè, anh Thái nè. Anh Phạm là anh là kế rồi. Còn mời sao? Nói rồi. Nói đi. Nói. 1 tây tháng 12 đó, nói nghe. Thôi anh Thái ơi, tới ngày đó gì đó, em có làm buổi tiệc rượu chung vui gia đình. Nói đi, mời đi. Ủa, nói hả? Nói sao? Không nói là không đi nha. Tới bữa ngày tháng con em tới vui với gia đình hai chồng em. Sao? Cái này là gì? Em mời đi. Ngang ngại hôm nay. Thôi mời anh Thái nha. Bữa 1 tây tháng 12 đó em có làm đám đại tháng cháu đó. Em mời anh chị tới dự cái buổi cùng vui với mâm cơm hai chồng em cho vui vẻ. Rồi rồi anh Phạm nè. Em cũng rất tôn trọng mấy anh là lại tới bữa tháng 12 nha. Nữa là lại gia đình của em chung vui với cháu. Còn em cha thì bữa tây tháng 12 đó bữa vui với cháu. Đây đây nè, nó mời luôn thấy chưa, YouTube nè thấy chưa, dữ dằn chưa. Anh quen Phạm YouTube luôn. Nay được chính thức được nhận mời thiệp rồi nghe mọi người ơi. Vui mừng quá rồi. Chính thức được mời đó.
em làm có 2 mâm, tại 3 mâm xe cô chứ phải 3 mâm. Dạ, em có 20 lần à. Anh em mình mười mấy ở đây là 20 vừa đủ. Như là 2 mâm thôi, còn cái mâm kia là khi nào trong thêm anh em mình đó. Khi nào thiếu anh chăm vô, anh em về em cho em biếu ngừng ít mớ quà cáp cho em nữa. Mấy giờ không em đâu chịu. Nói tới 3 mâm không, tới 3 mâm anh. Đúng rồi, mình dư trù đấy, khán giả bên nước ngoài tới về nữa. Dạ, đúng rồi đó. Dạ. Dự trù để nhiều khi khán giả bên nước ngoài ta về bất chợt cái mình có bàn cho ta vô ngồi luôn. Dạ. Với em sẵn tiện em nấu hai vịt với món gỏi nữa là 5-6 món luôn đó. Đúng món rồi. Gỏi mình nấu luộc mình chặt gỏi nữa đó anh. Dạ, chè thì xôi em cũng chăm chăm vô mới ăn thêm với em nữa. Còn vịt thì em chọn là món gỏi rồi ha. Đúng rồi. Là được món rồi đó. Mình nấu 5 món là 4-5 món là mình thêm món gỏi vô bằng được không ta, vô luôn. Chặt vô luôn ha. Đúng rồi. Vô cho anh em ta ăn. Bưng ra luôn mà. Tại hai con vịt đó chà bá mà. Quý quá rồi. Dạ. Còn ấy nữa em biếu anh em về em nói với em mua ít cái cây với nhiều thêm nữa. Vậy là hoành tráng ha anh. Đúng rồi, hoành tráng rồi. Hai mâm là cũng khừ luôn, làm được tới 3 mâm. Đủ nước ngoài về nữa đó. Hôm nay tháng của hội nghị này là sum họp đó nghe, đông đủ rồi đó. Vui không em? Vui. Quá vui rồi. Ngọc Nga đưa trước người ta, đưa trước chịu phải không? Đưa trước người ta chịu tiền cọc rồi. Mình đưa tiền cọc qua bên cái bên đặt bàn tiệc ha. Dạ. Đó là không sai không vậy với anh Hữu đó. Sát bên cầu số 1 nè. Sát bên đó là không sai không vậy anh Hữu. Không sai không vậy ha. Dạ, em cũng cầu chúc vậy. Bữa đó chơi hoành tráng này nè. Lớn lắm. Có lâu nhà khỏi mướn ha. Dạ, lớn hát lớn lắm anh. Hát hay lắm. Để em chưa chiều em mời chợ đó cũng 4 người lắm. Tới bữa đó biết mẹ vợ có xuống không, làm cho bà làm MC. Dẫn chương trình luôn. Nó nói cho bà xuống chứ không, dễ gì bà không xuống à. Nè anh trai bốn nè, thấy không nè, ngọt ngay nè, thấy không nè, hết trơn nè. Em muốn sao em con muốn à, em để nằm hả? Phải rồi, để nằm nghiêng như nó.